Xin chào và chào mừng các bạn đến với video phân tích chiến trường Ukraine trực tiếp trên bản đồ ngày 19 tháng 9, nơi chúng ta sẽ cùng thảo luận về chiến thuật và những bước tiến của hai bên dưới góc nhìn quân sự cơ bản. Trong video này, chúng ta sẽ bắt đầu từ khu vực Kostiantynivka, nơi mà quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công lớn nhằm vào các vị trí phòng thủ mạnh mẽ của quân Ukraine, đặc biệt là ở phía bắc thị trấn. Cuộc tấn công này đã giúp quân đội Nga chiếm được một số khu vực cánh đồng và kiểm soát các vùng xung quanh khu vực Sakta. Họ đã tiếp cận và bắt đầu giao tranh với các vị trí phòng thủ kiên cố của quân Ukraine gần thị trấn Kostiantynivka. Mục tiêu chính của quân đội Nga trong cuộc tấn công này là giành quyền kiểm soát con đường chiến lược nối giữa hai thị trấn Kostiantynivka và Mariinka. Để đạt được điều này, quân đội Nga cần phải vượt qua hai tuyến phòng thủ cực kỳ vững chắc của quân Ukraine. Sau khi chiếm được những tuyến phòng thủ này, họ phải tiếp tục kiểm soát khu vực ở phía tây bắc của khu vực định cư Pobieda. Điều này sẽ mở đường cho quân đội Nga tiến sâu hơn, nhắm vào các thị trấn Katerinivka và Antonivka nằm ở phía tây của Kostiantynivka. Việc kiểm soát được các thị trấn này là cực kỳ quan trọng đối với quân Nga, vì nó sẽ giúp họ nắm được quyền kiểm soát hoàn toàn con đường nối từ Mariinka ở phía bắc đến Vuleda ở phía nam. Đây là một tuyến giao thông quan trọng, giúp họ di chuyển quân và tiếp tế nhanh chóng trong suốt khu vực chiến sự. Nếu thành công, quân đội Nga sẽ có lợi thế rất lớn trong việc bao vây và tấn công các lực lượng Ukraine ở khu vực phía nam của Donetsk, giúp mở ra một hướng tấn công rộng hơn về phía các thị trấn và làng mạc khác mà quân đội Nga đang nhắm đến. Ở phía bắc, quân đội Nga thì đã tiến sâu hơn vào các khu vực giữa hai thị trấn là Zelenopetser và Krasnorodivka, một khu vực mà họ vừa mới chiếm được. Hiện tại, quân Ukraine chỉ còn giữ được vị trí duy nhất trong khu vực này, nhưng tuy nhiên, các tuyến tiếp tế của họ lại đang đều nằm trong tầm bắn của pháo binh của Nga. Điều này dẫn đến việc quân đội Nga đang liên tục triển khai các cuộc pháo kích vào các vị trí của Ukraine gần các tuyến đường tiếp tế, gây ra áp lực lớn liên tục lên lượng phòng thủ của Ukraine. Quân đội Nga thì hiện tại cũng đang tiến hành các cuộc giao tranh ở phía bắc với mục tiêu là chiếm các khu vực đồng ruộng mà quân Ukraine đã phải bỏ lại trong quá trình rút lui. Quân Ukraine thì đang rút lui một cách thận trọng để tránh bị tổn thất nhiều nhất có thể. Nhưng quá trình này cũng giúp quân đội Nga ngày càng có cơ hội tiến sâu từng bước một và tiếp tục mở rộng quyền kiểm soát của họ. Sau khi mà chiếm được thị trấn Ukraine ở phía tây, quân đội Nga đã củng cố vững chắc các vị trí của họ ở phía nam. Hiện tại, chỉ còn một phần nhỏ các vị trí phòng thủ của quân Ukraine nằm ở phía tây nam Ukraine mà quân đội Nga cần phải chiếm giữ nốt. Đặc biệt, con đường chiến lược nối giữa Ukraine và Kurakhov gần như đã hoàn toàn thông thoáng cho quân Nga, bởi vì hiện tại đang còn rất ít vị trí phòng thủ của quân Ukraine còn lại trên tuyến đường này. Hơn nữa, những vị trí phòng thủ còn lại này chủ yếu hoạt động theo hướng đông, cho thấy rằng nó không hề phát huy tác dụng với đà tiến công của quân đội Nga từ phía tây. Điều này cũng cho phép quân đội Nga có thể dễ dàng tiến tới Sukhorin và rồi sau đó di chuyển dọc theo tuyến đường sắt để tránh phần lớn các vị trí phòng thủ của Ukraine. Từ đó, họ có thể tiến tới cây cầu nằm ở phía bắc của thị trấn Kurakhov, một vị trí chiến lược quan trọng. Nếu quân đội Nga kiểm soát được cây cầu này, họ sẽ cắt đứt hoàn toàn các vị trí phòng thủ của quân Ukraine ở phía đông, khiến cho khả năng tiếp tế và phòng thủ của Ukraine trong khu vực trở nên vô cùng khó khăn. Việc chiếm được thị trấn Ukraine, một địa điểm chiến lược quan trọng trên mặt trận, đã giúp quân đội Nga giải phóng một lượng lớn binh lực. Những lực lượng này ngay lập tức đã được điều động để tiếp tục tấn công về hướng thị trấn Hryhnik. Trận chiến tại Hryhnik thì đã chính thức bắt đầu và quân đội Nga vẫn đang triển khai kế hoạch tiến công sâu hơn về phía nam. Mục tiêu của họ là tiến tới dòng sông Vocha và hồ chứa Kurakhivsk nằm ở phía bắc thị trấn Kurakhov. Việc chiếm được các khu vực này sẽ giúp quân đội Nga cắt đứt được các lực lượng còn lại của quân Ukraine ở phía đông và mở đường cho họ tiến công vào Kurakhov từ hướng bắc, nơi được coi là vị trí yếu nhất trong hệ thống phòng thủ của quân Ukraine. Điều này là rất quan trọng vì quân Ukraine đã đầu tư hầu hết nguồn lực để xây dựng các hệ thống phòng thủ mạnh mẽ ở phía đông và phía nam của Kurakhov, bởi vì họ đã dự đoán rằng quân đội Nga sẽ tiến công từ phía nam sau khi mà chiếm được Vuleda hoặc các vị trí trọng yếu khác. Tuy nhiên, sau khi mà giành được quyền kiểm soát Adivka, quân đội Nga đã thay đổi chiến thuật và thay vì tiến công từ phía nam như Ukraine dự đoán, họ lại mở một đợt tấn công từ phía bắc. Đây là hướng mà quân Ukraine chưa chuẩn bị kỹ lưỡng các vị trí phòng thủ, bởi phần lớn các hệ thống quân sự của họ đều được thiết lập để chống lại các đợt tấn công từ hướng đông. Sự thay đổi bất ngờ này đã giúp quân đội Nga đạt được một lợi thế lớn, khi mà các lực lượng phòng thủ của Ukraine hiện đang không đủ mạnh để ngăn chặn các đợt tấn công tiến từ phía bắc. Như chúng ta đã thấy,
quân đội Nga đã khai thác tối đa lợi thế trong đợt tấn công tại khu vực Pokrov. Bằng cách tiến quân về phía nam, họ đã vượt qua phần lớn các vị trí phòng thủ của quân Ukraine. Mặc dù các vị trí này đã được xây dựng trong một thời gian dài, nhưng chúng lại sụp đổ khá nhanh chóng trước những đợt tấn công mạnh mẽ của Nga. Ở hướng Rodivka, quân đội Nga đã tiến đến khu vực phía tây của thị trấn. Hiện tại, gần như toàn bộ thị trấn này đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga và chỉ còn duy nhất một phần nhỏ ở ngoại ô phía tây là vẫn do quân Ukraine kiểm soát. Tại khu vực phía bắc Rodivka, quân đội Nga đang giao tranh để giành lấy nốt các vị trí phòng thủ còn sót lại của quân Ukraine. Và sau khi ổn định tình hình tại đây, họ có khả năng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các cuộc tấn công về phía Mykolaivka. Trước đây, quân Ukraine đã tái chiếm được Mykolaivka và đẩy lùi quân đội Nga ra khỏi khu vực này, buộc họ phải rút lui về phía tuyến đường chính. Tuy nhiên, hiện tại khi mà quân đội Nga đã giành được toàn quyền kiểm soát thị trấn Rodivka, họ sẽ sớm triển khai một cuộc tấn công mới tiến vào Mykolaivka. Lần này, họ có thể bỏ qua sự trở ngại của dòng sông và kết hợp cuộc tấn công với việc di chuyển dọc theo các tuyến đường sắt, từ đó tiếp cận được Mykolaivka từ sườn của phía tây, một hướng không có quá nhiều hệ thống phòng thủ của Ukraine. Khi quân đội Nga bắt đầu dồn ép lực lượng về phía Mykolaivka, cuộc chiến tại thị trấn Minorad cũng sẽ bùng nổ. Với sự phối hợp tấn công từ nhiều hướng và áp lực gia tăng lên các tuyến phòng thủ của quân Ukraine, cuộc đối đầu tại Minorad hứa hẹn sẽ là một trong những trận chiến quan trọng và nó có thể quyết định cục diện của khu vực này. Hiện tại, quân đội Nga đang đẩy mạnh tấn công ở khu vực phía tây bắc của Rodivka và phía bắc của Novorodivka. Họ cũng đang tiến về phía Lysivka và Sukivka. Mục tiêu chính của quân đội Nga ở đây là chiếm được toàn bộ tuyến phòng thủ ở phía đông nam của Pokrov trước khi tiếp tục tấn công Minorad và Pokrov. Giao tranh hiện tại thì đang tiếp diễn tại Selidov. Mặc dù quân tiếp viện của Ukraine đã đến và tạm thời làm chậm lại các cuộc tấn công của quân Nga, nhưng với tình hình hiện tại vẫn đang diễn ra rất căng thẳng. Việc quân đội Nga đã chiếm được Ukraine, giờ đây họ có thể triển khai tấn công từ phía nam, mở rộng khu vực tấn công vào quân Ukraine và sử dụng nhiều hỏa lực hơn vào Selidov. Điều này cho thấy quân đội Nga đang dần giành lại thế chủ động tại Selidov và có khả năng đẩy lùi Ukraine khỏi thị trấn này. Điều này sẽ mở ra một mặt trận rộng lớn hơn hướng về Pokrov và một sườn tấn công mạnh mẽ hơn về phía Kurakhov ở phía bắc. Selidov là một thị trấn cực kỳ quan trọng trong khu vực Pokrov và Kurakhov vì nó kết nối hai khu vực này. Hiện tại chỉ còn một con đường cao tốc duy nhất kết nối trực tiếp giữa Kurakhov và Pokrov. Nếu quân đội Nga kiểm soát được Selidov thì họ có thể sẽ chiếm được Minorad và ngăn chặn được hoàn toàn tuyến đường di chuyển của quân Ukraine. Điều này cũng sẽ giúp quân đội Nga bao vây các tuyến đường phòng thủ của quân Ukraine ở phía tây bắc Kurakhov. Nhìn chung, khu vực giữa Pokrov và Kurakhov có thể là một trong những mục tiêu chính của quân Nga. Họ muốn cắt đứt đi sự kết nối giữa hai khu vực này và chiếm quyền kiểm soát toàn bộ tuyến phòng thủ từ phía nam đến Andriivka và các vị trí phòng thủ ở trung tâm. Mục tiêu cuối cùng là cắt đứt hoàn toàn sự kết nối giữa Pokrov và phần phía tây nam của chiến tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc tấn công tiếp theo của quân Nga. Việc quân đội Nga phối hợp tấn công từ phía nam gần với Vuleda sẽ mang lại cho họ một lợi thế lớn về mặt tiếp tế, vì quân Ukraine sẽ bị hạn chế trong việc tiếp cận nguồn cung ở hướng này. Ngoài ra, nếu quân đội Nga tiến hành một cuộc tấn công tổng lực vào Andriivka để giành quyền kiểm soát, họ sẽ có cơ hội bao vây toàn bộ các vị trí của quân Ukraine ở phía bắc, đặc biệt là khu vực hướng về Torez. Tại Torez, quân đội Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể. Họ đã tiến sâu vào phần trung tâm của thành phố, gần đến được các khu vực chung cư cao tầng và khu công nghiệp. Đồng thời, quân đội Nga cũng đã hoàn toàn kiểm soát được khu vực chung cư ở phía đông của thành phố. Điều này thì có nghĩa là quân đội Nga sẽ tiếp tục tấn công vào khu vực trung tâm của Torez, sau đó tập trung lực lượng tại đây với mục tiêu kết nối sườn phía nam của họ với phần trung tâm và cắt đứt đi các vị trí phòng thủ của quân Ukraine ở phía đông. Tình hình tại Torez hiện đang rất căng thẳng vì quân đội Nga đã tiến vào những khu vực phòng thủ quan trọng nhất của quân Ukraine ở bên trong thành phố. Ở phía nam Bakhmut, quân đội Nga đã chiếm được toàn bộ khu vực ở phía đông của con kênh ở phía nam Ivanovka. Hiện tại chỉ còn duy nhất một khu vực nhỏ phía tây Andriivka và phía tây bắc của Kodiumivka vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Có khả năng quân Ukraine sẽ phải rút lui khỏi khu vực này sau khi mà quân Nga kiểm soát hoàn toàn phần còn lại của con kênh. Nếu điều này xảy ra, quân đội Nga sẽ hoàn toàn kiểm soát phần phía đông của con kênh kéo dài từ Holivka đến Rihorivka. Tại khu vực Kremina và Kupiansk, quân đội Nga đã mở rộng quyền kiểm soát đến các khu vực phía đông bắc của Stamankivka
và phía tây nam Pichaner. Tuy nhiên, họ vẫn phải tiếp tục tấn công với mục tiêu chiếm hoàn toàn Stelmachivka và tuyến dòng sông Zenebet ở phía bắc. Đồng thời, quân đội Nga cũng đang đẩy mạnh tiến công về phía tuyến sông Oskin. Trong thời gian tới, chúng ta có thể sẽ chứng kiến các trận chiến quan trọng tại Kolynitskivka và Gruzhakivka, nằm cắt đứt đi sự kết nối giữa Kupian và Borova ở phía nam. Ở khu vực Kursk, quân đội Nga đã tái chiếm được Spanoe và hiện đang từ từ tiến về phía Plekhovo. Mục tiêu của quân đội Nga là kiểm soát toàn bộ tuyến sông ở phía đông, giải phóng thêm lực lượng và chuẩn bị cho một cuộc tấn công về phía Sudza từ hướng đông bắc. Đồng thời, quân Ukraine vẫn đang tiếp tục các cuộc tấn công để bao vây lực lượng Nga, đặc biệt là hướng Lyubimovka, với nỗ lực tiến công về phía Volfino và Veselovye. Dù vậy, quân Ukraine vẫn chưa thành công trong việc bao vây lực lượng Nga. Chúng ta hãy cùng quan sát, có hình ảnh cho thấy 3 chiếc xe bọc thép của quân Ukraine đã bị đốt cháy, nằm gần một cánh đồng ở khu vực Kursk. Quân đội Nga thì đã chuẩn bị sẵn sàng cho điều này vì đã phản ứng với các cuộc tấn công của quân Ukraine, đồng thời triển khai hỏa lực mạnh mẽ vào họ ngay khi cuộc tấn công cũng bắt đầu. Quân Ukraine hiện cũng đang tiếp tục cố gắng tấn công và bao vây lực lượng Nga bằng cách tiến công về hướng Gluskovo. Tuy nhiên cho đến nay, họ vẫn chưa giành được quyền kiểm soát bất kỳ khu vực quan trọng nào, cũng như chưa thể bao vây các tuyến tiếp tế của quân Nga. Họ chỉ đang nỗ lực chuyển hướng hỏa lực nhằm làm chậm lại các cuộc tấn công của quân đội Nga, và đây cũng có thể là lý do khiến cho quân đội Nga chưa chiếm được Lyubimovka và tuyến sông ở phía đông. Do quân đội Nga đã phải điều chuyển một số lực lượng và hỏa lực để đối phó với cuộc tấn công của quân Ukraine ở hướng Kursk, nên tình hình hiện tại chỉ là một phần kế hoạch tạm thời nhằm làm chậm đi các hoạt động tấn công của Nga và tiêu tốn đi một phần nhân lực của họ. Hiện tại, chúng mình vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về việc rút lui tại khu vực Kursk của quân đội Ukraine, cho thấy rằng hiện tại họ chỉ đang chỉ tạm thời làm chậm lại đà tiến công của Nga, trong khi lẽ ra các lực lượng này có thể được sử dụng để đối phó trực tiếp với các cuộc tấn công của Nga hoặc để hỗ trợ cho một cuộc rút lui của các binh sĩ Ukraine. Hiện tại, có thể thấy rằng nếu quân đội Nga tiếp tục duy trì các cuộc tấn công của mình, thì họ sẽ sớm tiến được vào sâu hơn hậu phương của quân Ukraine. Điều này có thể buộc quân Ukraine phải thực hiện rút lui một cách nhanh chóng, dẫn đến tình trạng hỗn loạn hoặc khiến họ bị cắt đứt hoàn toàn khỏi các tuyến tiếp tế. Nhìn chung, những nỗ lực hiện tại của quân Ukraine là không đủ để đối phó với các cuộc phản công của quân đội Nga tại Kursk một cách hiệu quả. Nếu tình hình tiếp tục diễn biến như hiện tại thì quân Ukraine sẽ có nguy cơ phải đối mặt với thất bại trong trận chiến này. Do đó, quân Ukraine sẽ cần phải suy nghĩ đến việc phát triển một chiến lược khác hoàn toàn mới nếu họ không muốn tự đẩy mình vào con đường dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn. Và đó là tất cả những gì có trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.